Chiều ngày 12 tháng 11 năm 2020, nhằm ngày 27 tháng 9 Canh Tý, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 1, Hội đồng điều hành học viện đã triển khai cuộc họp nhằm báo cáo công tác của lễ tốt nghiệp và tổng khai giảng vừa qua, cũng như việc chuẩn bị cho hội thảo khoa học sắp tới, tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, kế hoạch tổ chức tuyển sinh thạc sĩ khóa 4 năm 2021-2023. Buổi họp chiều nay được chủ trì bởi trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng sự tham dự của Chư Tôn Đức Hội đồng điều hành học viện. Đại diện văn phòng học viện, Thượng tọa Thích Quang Thạnh báo cáo về lễ tốt nghiệp khai giảng năm học năm 2020-2021 vừa qua, tình hình nhân sự của các khoa và việc tổ chức Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trong phiên họp chiều nay, Thượng tọa Thích Nhật Từ báo cáo về chuyến đi cứu trợ miền Trung kéo dài từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2020. Cụ thể, Phái đoàn Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng quà và tiền mặt tại 7 tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Nam và Quảng Ngãi với tổng kinh phí hơn 5,2 tỷ đồng. Đồng thời, Thượng tọa cũng thông tin về công tác tổ chức hội thảo khoa học Phật giáo vùng Nam Bộ. Được biết đã có 132 bài viết khoa học nộp đến ban tổ chức. Để chu toàn cho hội thảo, thời gian dự kiến thay đổi thành 20 tháng 12 năm 2020. Sau đó, Thượng tọa Thích Đồng Văn trình bày về kế hoạch tuyển sinh thạc sĩ Phật học khóa 4 năm 2021-2023. Dự kiến, thời gian thi tuyển vào khoảng đầu tháng 12. Bên cạnh đó, Thượng tọa cũng kiến nghị kết thúc chương trình chiêu sinh tiến sĩ Phật học đã diễn ra trong suốt một năm qua.